Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, hôm thứ Hai đầu tuần này, trận lở đất ở Nhất Đạt Câu, Lý Tử, huyện Cam Lạc, tỉnh Tứ Xuyên đã làm cho hơn 360 người thiệt mạng. Kênh Lý Tử Y Đạt Câu là một con mương nhánh ở hữu ngạn sông Đại Độ, nơi có tuyến đường sắt Thành Đô - Côn Minh đi qua. Lý Tử Y Đạt cũng là một con mương đã xảy ra lở đất và lở bùn nhiều lần trong lịch sử. Vào đêm ngày thứ Hai vừa qua, trời mưa rất to ở Nhất Đạt Câu, Lý Tử. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Hai, hẻm núi gầm rú, mặt đất rung chuyển và một trận lở bùn lớn bất ngờ xảy ra ở Lý Tử Y Đạt Câu. Cây cầu có đường kính 3-4m, dài 170m và một trụ cầu số 2 bằng bê tông cốt thép bị sạt lở đất, cắt thành 3 đoạn trong tích tắc. Liên kết với dầm bê tông cốt thép dự ứng lực dài 30m trên cầu, dầm thép liên hợp dài 44m, dây thép có những người ngủ trên boong cầu đã cùng nhau bị hút xuống dòng sông Đại Độ đầy sóng gió. Vào lúc 1 giờ 41 phút sáng ngày thứ Hai, chuyến tàu tốc hành chở khách số 442 đi Thành Đô từ Griping khởi hành về phía bắc tại ga Niri trên tuyến đường sắt Thành Đô - Côn Minh. Anh đã báo cáo tại nhà ga nhưng đột nhiên thấy điện thoại không kết nối được. Đèn không sáng, tất cả các tuyến bị gián đoạn, không thông báo được tàu 442 đang chạy. Và lúc này đoàn tàu số 442 do hai đầu máy kéo và chở hơn 1.000 hành khách đang đi vào đường hầm Ramabao ở đầu phía nam của cầu Lijijida với tốc độ hơn 40 km/h. Lúc 1 giờ 46 phút ngày thứ Hai, khi đầu máy còn cách cửa hầm khoảng 30m dưới ánh đèn pha của đầu máy chiếu vào, lái tàu trực ban là trưởng kho đầu máy Dương Cương đã tham gia chiến tranh Triều Tiên. Người lái xe hạng nhất Vương Minh Như cùng trợ lý và đồng lái xe Đường Trường Hoa cuối cùng phát hiện ra rằng cây cầu trước mặt họ đã bị gãy và đoàn tàu đang lao về phía một thung lũng sâu với bùn lầy dữ dội. Họ lập tức kéo phanh hãm để thực hiện phanh khẩn cấp, đồng thời hú còi khiến người lái tàu nỗ lực cuối cùng trước cái chết. Âm thanh chói tai của tiếng còi cất ngang bầu trời đêm gửi đến hàng ngàn hành khách đang ngủ say một hồi chuông báo động ly kỳ. Nhưng đã quá muộn, khoảng cách duy nhất cho phép đoàn tàu dừng lại là một thanh dầm bê tông cốt thép cong vênh biến dạng dài chưa đầy 40m nằm trong hố bên ngoài cửa hầm. Hai đầu máy tiếp theo là toa hành lý số 13, toa bưu chính số 12 và toa ghế cứng số 11 chở hơn 90 hành khách lần lượt rơi xuống và bị những trận lở đất tàn nhẫn hút xuống sông Đại Độ đang dâng cao. Toa ngồi cứng số 10 và số 9 lao ra khỏi dây thép biến dạng và trượt ngã trên ta luy bảo vệ dưới chân cầu ở độ sâu 17m. Toa ngồi cứng số 8 bị hất văng ra khỏi đường dây và chạm mạnh trong hầm đầu cầu và bị lật ngoài cửa hầm. Tuy nhiên, cú phanh gấp được các lái tàu thực hiện vào giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn phát huy tác dụng. 7 toa khách và 1 toa ăn ở phía sau đoàn tàu đã dừng lại trong đường hầm, cứu sống hơn 700 hành khách. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do vụ lở đất này gây ra lên tới 20 triệu nhân dân tệ và thiệt hại kinh tế gián tiếp là hàng trăm triệu nhân dân tệ. Theo ước tính, vận tốc của dòng mảnh vỡ cao tới 13,4m/giây và một độ cao tới 2,34 tấn trên 1m3. Có một tảng đá được dòng mảnh vụn vận chuyển với thể tích 675m3 và trọng lượng 1.800 tấn. Trên tảng đá này có hai tảng đá dài hơn 1m. Những tảng đá lớn có hiện tượng đá tựa lưng cho thấy năng lượng của chúng rất lớn. Dòng mảnh vỡ tích tụ 3 triệu mét khối chất rắn, trong đó 600.000 mét khối đổ vào sông Đại Độ, tạo thành một bờ kè tự nhiên trên sông với chiều dài hơn 200 mét, rộng hơn 100 mét và cao gần 2 mét so với mặt nước. Dòng sông bị chặn khoảng 4,5 km, nhấn chìm 830 mét đường ven sông, ách tắc giao thông đồng bộ sau khi đập tự nhiên bị vỡ. Một bãi cạn nguy hiểm đã được hình thành trên đoạn sông Đại Độ này và một lượng lớn bùn cát tràn vào hồ chứa nhà máy điện Gongjui ở hạ lưu để gây bồi lắng. Sau khi lở bùn xảy ra, tuyến đường sắt cũng buộc phải chuyển hướng và tuyến này được di chuyển lên để đi qua Lý Tử Y Đạm Câu, qua một đường hầm Na Bảo và cầu đường sắt Lý Tử Y Đạo đã bị bỏ hoang. Trước đó, một trận lở đất ở Âm Minh, Hải Thượng Câu, thành phố Đông Xuyên, tỉnh Vân Nam khiến 121 người chết. Hải Thượng Đầu là vị trí của khu vực khai thác Jimin của Cục Khai thác Đông Xuyên.
Theo lời kể của những người già sống lâu năm ở đây, họ chưa từng thấy trong mương xảy ra sạt lở đất bao giờ, cũng chưa từng nghe cha mẹ kể lại. Tuy nhiên, do khai thác lâu năm nên một lượng lớn xỉ thải đã tích tụ, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, khu vực Hải Thượng Đầu bất ngờ có một trận mưa xối xả kéo dài trong 1 giờ với lượng mưa 67,3mm. Cơn mưa xối xả chứa 30mm mưa đá, tốc độ gió tức thời lên tới 25-30m/giây. 10 phút sau cơn mưa bão, tôi nghe thấy tiếng sấm trong khu vực, mặt đất rung chuyển và một trận lở đất đã xảy ra. Dòng chảy mảnh vụn càn và quét lòng mương giống như một quả cầu tuyết, tạo ra ngày càng nhiều vật liệu bùn, cát và đá. Trận lở đất đã phá hủy khoảng 3.000 xưởng mỏ, nhà ở, cửa hàng và trang trại, đồng thời phá hủy 3.210 ha đất nông nghiệp, làm 121 người thiệt mạng, 34 người bị thương, cuốn trôi hơn 360.000 con gia súc và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 19 triệu nhân dân tệ. Cùng ngày, một vụ lở đất khác ở huyện Thạch Thủy, tỉnh Thiểm Tây đã giết chết 134 người. Sông Tân Ngưu là thượng nguồn của sông Hàn Du, một nhánh sông ở tả ngạn sông Hàn. Toàn bộ lưu vực được cấu tạo bởi 26 rãnh dòng chảy bằng đá bùn, từng gây ra thảm họa trong trường hợp mưa lớn trong lịch sử. Từ 1 giờ chiều ngày thứ 3 đến 8 giờ ngày thứ 4, huyện Thạch Thủy bất ngờ có mưa xối xả. Lượng mưa lớn nhất ở thị trấn Cửu Kiến Phường lên tới 383mm. Cả hai bên sông Tân Ngưu và 14 ngôi làng cùng lúc bị ảnh hưởng, 3.117 ngôi nhà bị phá hủy, cuốn trôi 19.500 ha đất canh tác, khiến 134 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 91 triệu nhân dân tệ. Thảm họa này cho thấy khối lượng lớn và các dòng mảnh vụn có đặc điểm là tập trung nên gây ra thiệt hại nặng nề. Kính thưa quý vị, bản tin CCTV cho biết mưa lớn liên tục ở Quảng Tây đã gây lũ lụt trên diện rộng. Do nước lũ ở một số khu vực dâng quá nhanh nên một số người dân sơ tán quá muộn đã bị mắc kẹt. Quế Lâm, Quảng Tây trải qua mức lũ cao nhất kể từ năm 1998, khi mực nước 149,6m đi qua Quế Lâm, nhiều hòn đảo nhỏ bị lũ bao vây, cư dân trên đảo vô cùng lo sợ. Đảo Lệ Hoa Châu được bao quanh bởi nước ở mọi phía và con kênh duy nhất đã bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, nước lũ đã dâng cao đến ngập tầng 2, trên đảo bị cắt điện, nước, nhiều người dân bị mắc kẹt đang đứng trên ban công, bậu cửa sổ, thấp thỏm chờ đợi giải cứu. Dưới sự khẩn cấp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang, toàn bộ cư dân trong tình thế hiểm nghèo trên đảo đã được di chuyển an toàn. Mưa lớn liên tục khiến mực nước sông ở huyện Long Thắng, Quảng Tây dâng cao, khiến 13 người dân làng ở thị trấn Piao Li bị mắc kẹt dưới sông. Lực lượng cứu hộ sau khi biết tin đã lao đến giải cứu. Do dòng chảy quá xiết và mực nước dâng cao quá nhanh nên lực lượng cứu hộ chỉ giải cứu được người mắc kẹt cuối cùng sau khi huy động thuyền công suất lớn. Lũ lụt dâng cao nhanh chóng gây nguy hiểm cho cầu đường sắt Liễu Châu. Văn phòng kiểm soát lũ lụt và Cục Đường sắt Nam Ninh đã nâng kế hoạch kiểm soát và cứu hộ lũ lụt của cầu đường sắt Liễu Giang từ ứng phó cấp 4 lên ứng phó cấp 3. Vào sáng ngày thứ Tư, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán Quảng Tây đã phát động phản ứng thứ cấp để kiểm soát lũ lụt. Thưa quý vị, một số khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày, trong đó Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh, thành phố khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng có thương vong. Kể từ đầu tháng này đến nay ở tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa tương đối lớn, Cục Khí tượng liên tục phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng cho Vũ Hán, Kinh Sơn, Trung Tường và các nơi khác. Tính đến thời điểm hiện tại, 32 huyện, thành phố trong tỉnh đã có mưa lớn, gần 100 hồ chứa đã vượt mức nước lũ giới hạn. Văn phòng trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Bắc đã báo cáo rằng lượng mưa bắt đầu vào ngày hôm kia và kết thúc vào 8 giờ sáng ngày hôm nay. Ngoại trừ phía đông Hồ Bắc, những nơi khác đều có mưa lớn và phạm vi bao phủ là lớn nhất năm nay. Lượng mưa lớn nhất trong 2 ngày là 266mm ở thành phố Hồng Hồ, Kinh Châu, tiếp theo là 232mm ở quận Thiểm Dương, Kinh Môn. Theo thống kê sơ bộ của Cục Kiểm soát Lũ lụt tỉnh, 14 ngôi làng và thị trấn ở 4 huyện Nghi Xương, Ân Thạch, Kinh Môn, Tiểu Cảm và các tỉnh khác đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với dân số 39.000 người và 72.000 ha đất canh tác, đường xá bị ảnh hưởng, bị hư hại trong đợt mưa xối xả này. Do ảnh hưởng bởi sự di chuyển về phía đông của rãnh thấp trên cao và độ cắt ở mức trung bình thấp,
thời tiết mưa dông ở Vũ Hán vẫn đang tiếp diễn. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, nhà của Lưu Phúc Vượng ở phố Trư Thành, quận Tân Châu bất ngờ bị sét đánh sập, khiến 4 người chết và 1 người bị thương. Văn phòng cứu trợ thiên tai của Sở Nội vụ tỉnh An Huy cho biết, từ 4 ngày qua, lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực Vu Hồ, Tuyên Thành, Sào Hồ, An Khánh, Lục An và các thành phố khác của tỉnh An Huy. Thống kê có 217.000 người đã bị ảnh hưởng, 4 người trong số họ đã chết. Đài quan sát khí tượng tỉnh An Huy đã thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão từ màu vàng sang màu cam vào chiều ngày hôm nay. Dự kiến trong vòng 3 giờ tới, cường độ mưa ở một số khu vực Nam Hợp Phì đến Bắc Giang Nam sẽ lên tới hơn 60mm. Cục khí tượng dự báo từ đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa to đến mưa rất to ở phía Nam của tỉnh, nằm giữa sông Giang Hoài và một số khu vực phía Nam sông Dương Tử. Theo dự báo mới nhất từ Đài quan sát khí tượng Giang Tây, từ chiều tối ngày mai đến 3 ngày tiếp theo, ở Giang Tây sẽ có mưa lớn. Đây sẽ là đợt mưa bão liên tục mạnh nhất ở Giang Tây trong năm nay và mưa bão chủ yếu xảy ra ở Bắc Giang Tây và trung tâm Giang Tây. Trận mưa xối xả kể từ ngày hôm qua đã gây ra lũ lụt ở một số quận và huyện ở Trùng Khánh, đồng thời gây ra các thảm họa thứ cấp nghiêm trọng hơn như sạt lở núi khiến nhiều người mất tích hoặc thiệt mạng. Hiện tại, nước sông Dương Tử, sông Gia Lăng và các con sông lớn khác chảy qua Trùng Khánh đã bắt đầu dâng nước. Dự kiến vào tối ngày mai, thành phố chính Trùng Khánh sẽ đạt đỉnh lũ. Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu đã công bố triển khai ứng phó khẩn cấp 3 cấp đối với kế hoạch khẩn cấp thảm họa khí tượng để đối phó với mưa bão liên tục. Kể từ tháng 4 năm nay, Quý Châu liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và lũ lụt. Theo số liệu thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Quý Châu, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày hôm nay, 63 quận, 440 thị trấn và 1,03 triệu người ở Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 430 triệu nhân dân tệ và 24 người chết. Sở Dân Chính tỉnh Vân Nam cho biết, tính đến ngày hôm nay, có 222.100 người đã bị ảnh hưởng bởi gió, mưa đá và lũ lụt ở tỉnh Vân Nam và 12 người đã chết do mưa lũ. Từ 4 ngày qua, có mưa lớn và mưa xối xả cục bộ ở miền Trung và Đông Bắc Vân Nam. Theo số liệu của Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam, có 6 trạm có mưa rất to, 25 trạm mưa to và 66 trạm mưa vừa. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.